Chào mọi người, tên là Trần Văn Trọng. Năm nay 13 tuổi, học ở trường Trung học cơ sở Giáp Sơn. Hôm nay em đến đây để liền răng ạ. Tình trạng trước là bị răng hổ, ăn nhai khó ạ. Đã đỡ hô hơn sau 6 tháng liềng răng và thấy tình trạng răng đã cải thiện tốt hơn, thẩm mỹ tốt hơn. Cơ sở lên sạch sẽ, bác sĩ chu đáo, nhiệt tình.